Khi con ngủ thường mơ những giấc mơ chưa bao giờ nghĩ đến. Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại 2-3 lần vài ngày sau hoặc vài tháng sau thì những hiện tượng xảy ra y hệt như trong giấc mơ. Thì đó là vấn đề gì? Lý giải ra sao theo Phật giáo? Giấc mơ tới thì chia làm 3 loại ha. Thứ nhất là giấc mơ dự tri xuất hiện trong một số người có năng lực ngoại cảm trong một vài tình huống để dự báo một điều gì đó sẽ xảy ra, thì đó là giá trị tích cực. Còn dầu là không nên lạm dụng, nhiều khi đó về sau này nó năng lực nó không còn nữa rồi đó, mình bị rối loạn ha, tức là mình mơ những cái ác mộng, sau đó mình báo cho người ta làm cho người ta sợ, người ta mất cái cơ hội làm cái việc gì đó là không nên. Thì những cái giấc mơ dự tri này nên phục vụ cho các cái mục đích dân sự xã hội cao quý, nhưng mà rất hiếm chính xác nha, rất hiếm tình huống nó là chính xác và cái đó là có thật. Thứ hai đó, giấc mơ là những rối loạn cảm xúc hoặc là ấn tượng hoặc ám ảnh do chúng ta sống hàng ngày. Có những cái rối loạn cảm xúc đó, nó liên hệ đến một cái sự kiện gì đó 50 năm, 70 năm, hoặc là nó liên hệ đến chuyện ngày hôm qua, tuần trước, tháng trước, năm ngoái. Dù đó là bất cứ cái gì thì cái đó chúng ta nhớ trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, nó là tưởng ấm ma, ma đây là trở ngại, các trở ngại do tưởng tượng mà ra. Tưởng tượng cảm xúc ban ngày, rối loạn cảm xúc nó làm cho chúng ta phản ánh vào ban đêm. Thì những trường hợp này ví dụ như là vợ mất chồng và con gái mất cha, em trai là mất anh trai, cũng là một cái người đàn ông đó thôi, nhưng ở vai với khác nhau á, cái mối quan hệ tình cảm khác nhau thì có những giấc mơ khác nhau. Cái đó không có gì là đáng phải quan tâm, và chỉ cần nhớ như là trong kinh Lăng Nghiêm nói, mở mắt ra thì nội dung giấc mơ đó khép lại hết, để khỏi bị ám ảnh những giấc mơ như vậy đó. Thức dậy đó làm cho mình đó đừ đẳng mệt mỏi căng thẳng lắm, thì rọi đèn tiên quại vào là hết liền. Hoặc không có đèn tiên quại là dùng hai lòng bàn tay soi cái cổ thật mạnh 5-10 phút. Trường hợp 3 đó là những giấc mơ xấu mà chúng ta thường gọi đó là bóng đè. Thì do cái phòng đó hoặc quá lạnh hoặc quá nóng, nằm gối quá cứng, nằm tư thế chèo queo, nằm sấp hay nằm gối quá cao, trước đó là kiệt sức, làm việc nhiều, mệt mỏi, mất ngủ, căng thẳng, thì dù là trong ban ngày chúng ta cũng có cảm giác bị bóng đè. Mình có cảm giác là có một con ma nó đeo từ lùi vậy đó, nó chụp phủ lên cơ thể của mình không dùng dậy nổi. Nhưng mà có mèo vặt để thoát ra khỏi dễ lắm quý vị. Tập trung vào một cái gì đó và kêu gọi tên của người đó. Ví dụ như là đứa con gái thương kính người cha, hay cậu con trai thương kính mẹ, thì chỉ cần nghĩ tưởng đến người cha, người mẹ kêu cha là hết, mẹ cái là hết. Còn là Phật tử thì niệm Phật, mô Phật là đạo đạo hết, tập trung vào cái danh hiệu Phật là hết. Thực ra đó vậy, khoa đó là cái phản ứng mất thần kinh, mất phản ứng thần kinh tạm thời do các điều kiện mà như tôi vừa nêu. Nếu như người đó đang nằm ngủ ngoài trời mà không biết những cái mèo vặt này đó, lát nữa là chết thật luôn. Từ mất cái phản xạ thần kinh, nó đơ cứng người là không di chuyển được. Mà nếu lúc đó có xương nữa mà nằm ở dưới, như dưới gạch dưới đá thì lát nữa là chết luôn. Hiện tượng đó xảy ra nhiều ở Ấn Độ đối với những người nghèo không có phương tiện sưởi ấm về đêm. Ma nhập là không có thật, ma đè là không có thật, đó là cái phản ứng đó. Thì ai mà bị trường hợp đó đó thì khi mà tập trung mình kêu tên của một người nào đó, tập trung kêu một cái danh hiệu nào đó là bắt đầu mình thoát ra được, thì nhớ đừng dội nằm xuống liền. Vì lúc đó là các phản ứng thần kinh đó, cơ bắp đó, nó đã mệt đừ đẳng rồi, nằm xuống là trong vòng mấy phút là bị nữa, và bị nó sẽ nặng hơn. Quý vị đi bộ, đi tới đi lui, hai cái gói đó, nhất là cái gói nào mà mồ hôi mồ kê nó bám lên cho nó nhiều quá thì nó làm cho nghẽn thần kinh và nghẽn máu đây, máu lên não được. Thì đó quý vị xoa cổ nha, hay là rọi đèn tiêu hoại và lấy tay xoa tay, lấy tay xoa chân, rồi tập thể dục 5-10 phút vậy đó, hãy nằm xuống lại thì nó hết. Và nếu cái phòng đó đang lạnh thì điều chỉnh lại 27 độ C,
26 độ C. Nếu quá nóng á, thì làm cho nó mát mát lên chút. Nếu quạt gió nó tập trung vô cơ thể mình á, thì xây qua cái vùng khác thì nó sẽ không tái hiện trong đêm đó. Mà không là quý vị sẽ gặp 5-7 lần bóng đè, mệt mỏi lắm, khủng hoảng tinh thần lắm, sợ hãi dữ lắm. Thì nói tóm lại, giấc mơ là nội dung có thật, bóng đèn là nội dung có thật, ngoài trừ giấc mơ dự tri. Thì vì hết giờ thôi, cái câu hỏi còn lại thì để chờ dịp khác ha. Thì trước khi ngừng á, thì tôi muốn nhắc lại một điều là để hiểu sâu về Phật học thì nó đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức nền tảng về khoa học hiện đại. Thì Phật học nó sâu sắc, cho nên ngoài việc học kinh luật luận thì tôi khuyên các thầy các sư cô đó nên đọc thêm những quyển sách chuẩn mực về dẫn nhập tâm lý học, dẫn nhập xã hội học, dẫn nhập triết học, rồi đọc thêm những quyển sách về y khoa. Thì chúng ta sẽ thấy là những vấn đề mà các lĩnh vực này quan tâm, Đức Phật đã nói tới trước, nó sâu nữa, thì chúng ta sẽ thấy nó hấp dẫn ha. Và vay mượn các phương pháp hiện đại đó để soi rọi vào trong Phật giáo và dùng các cái thuật ngữ của các nhà học hiện đại này để giải thích đạo Phật đó, thì người hiện đại sẽ hiểu đạo Phật dễ dàng hơn. Chứ đừng có chấp vào cái chuyện giảng pháp lỗi như Phật giáo Nam truyền. Ta đọc nguyên nhân lời của kinh, ai nghe? Bây giờ thời này có sách nói, có sách điện tử, cần gì phải giảng y hịch, giảng y hịch, mở kinh sách nói ra ngồi nghe sướng hơn. Cái giọng diễn đạt của các diễn viên lồng tiếng và phát thanh viên hấp dẫn hơn. Cho nên chúng ta phải giảng dưới góc độ là ứng dụng. Mà muốn ứng dụng tốt ấy, thì phải dùng ngôn ngữ hiện đại, các ví dụ hiện đại để giúp cho cái người hiện đại hiểu được một cái vấn đề được Đức Phật mô tả 26 thế kỷ trước. Chứ bám vào cái việc là tôi phải giảng pháp lỗi, là nói nguyên nhân lời kinh, chứ tôi không được giảng pháp vỏ cây, thì cái đó là đảm bảo quần chúng nghe rồi xong ta không thích Phật giáo nữa. Còn một thiểu số muốn chuyên sâu á thì chúng ta giảng kinh bộ, phân tích từng câu kinh đi vào chuyên sâu. Còn đối với quần chúng thông thường á, đó là giảng ứng dụng. Và muốn có kiến thức ứng dụng á, thì chúng ta phải đọc nhiều sách ở nhiều lĩnh vực có liên hệ, mang tính liên ngành với Phật giáo, thì đảm bảo cách làm đạo của các tăng ni có được bối cảnh đó, nền tảng đó, đó sẽ thành công hơn là những người chỉ chấp chặt vào các quan điểm và phương pháp rất là cổ xưa. Mà nếu cổ xưa đó của Đức Phật thì là number one thôi, cái này cổ xưa của các tổ, nó đáp ứng cho cái giai đoạn lịch sử đó chứ nó không đáp ứng cho giai đoạn này. Chứ còn tôi thì không có đấu tố tổ nha. Nhiều người cứ nói là ông Nhật Từ cứ đi chửi tổ, không phải. Tôi tôn kính đạo Phật, cho nên tôi muốn kêu gọi quay trở về Đức Phật gốc để chúng ta làm đạo hiệu quả hơn. Chứ hoàn toàn là không có phê phán tổ, hai cái đó khác nhau xa lắm, nhưng mà người ta hiểu lầm. Chúc tất cả được an lành.